phương pháp và những cái phương pháp, cái bị hỗ trợ cho bài học, hoạt động mở đầu, warm up, có trò chơi spin. Yes, em chọn câu hỏi số 3 cô. Câu hỏi số 3 này: How do they go to school? How do they go to school? Look at the picture and answer me. Walking, is it? All right. Yes, một bạn trả lời là cô ấy walking ha. Teacher walking. They walk to school. Yes, you should answer in full sentence. They walk to school. And then bike, spin, for example. All right. Đó, đấy là hoạt động số 1. Tiếp theo, đấy là phần warm up để lead in vào bài đọc ngày hôm nay. Lead in, let's read. Đó, thì là trong sách sẽ có sách, có sẽ bài đọc cho học sinh đọc này. Sau đó thì học sinh, sau đó giáo viên sẽ đưa ra những cái câu hỏi liên quan này. Yes, đó, được chưa? Đấy, cái phần này là bên công ty đã thiết kế kỹ thuật hóa cho các thầy cô, có đáp án này, có giải thích tại sao đúng sai này. Yes, được chưa? Rồi, vẫn show cái bài đọc ở bên cạnh để relate này. Rồi, phần thảo luận cũng là một phần trong sách cũng được đẩy lên đây luôn này. Đó, các thầy cô nhìn thấy không? Cái phần trong sách có trích dẫn bên tay phải đây ạ. Phát triển kỹ tư duy phản biện này. Học sinh thảo luận xong nhá. Thì xong rồi giáo viên có thể lấy ý kiến này, xong rồi share cái ý kiến giáo viên này, của giáo viên này. Thì rồi phần từ vựng này cũng liên quan bài đọc luôn ạ, và vẫn cũng trích dẫn bài đọc ở trên bên cạnh, đáp án có luôn này. Đó, và đây là phần speaking, follow up activity của reading. Rồi reviewing. Hôm nay học được cái gì rồi? That's it. Học được gì và giá trị của bài học là gì? Bài tập về nhà là. Alright. Đó, vậy nhóm tác giả đã đưa ra bài giảng điện tử như vậy, chuẩn bị những bài giảng điện tử như vậy cho các thầy cô. Nhưng mà lần nữa nhấn mạnh vẫn là các thầy cô linh hoạt, có thể adapt, có thể adjust cái nào phù hợp đối với đối tượng học của mình, hoàn cảnh giảng dạy của mình thì mình làm. Đây là những cái là suggested lesson plan and plan for you then. Mình đã chia sẻ một cái